báo Pháp gọi tên Quang Hải trước trận Pau Fan Club gặp Annecy. Truyền thông Pháp lựa chọn Quang Hải là nhân tố đặc biệt hứa hẹn mang về kết quả tốt cho Pau Fan Club trước Annecy ở vòng 12 Liga 2. Không giờ không ngày 16 tháng 10, Paul Fan Club sẽ có chuyến làm khách trên sân Annecy, đội bóng chỉ hơn đúng một điểm trên bảng xếp hạng ở vòng 12 Liga 2. Sau trận hòa hú ví trước Rodez, nhờ pha lập công quý giá của Quang Hải, đội chủ sân Nauskem kỳ vọng tiếp tục giành kết quả tốt, trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Quang Hải tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Paul Fan Club ở trận gặp Annecy và hứa hẹn sẽ được huấn luyện viên Didier Tholot xếp đá chính sau chuỗi trận ngồi dự bị. Bàn thắng đầu tiên tại Ligue 2 được kỳ vọng là bước ngoặt thay đổi sự nghiệp xuất ngoại thi đấu của tiền vệ sinh năm 1997. Sau dấu ấn đáng nhớ tại Paul Fan Club, Quang Hải nhận được sự quan tâm cực lớn từ truyền thông Pháp. Mới đây, nhận định về cuộc đọ sức giữa Pau Fan Club và Annecy, trang Ru Edeser gọi tên tân binh người Việt Nam là nhân tố hứa hẹn sẽ tỏa sáng. Mặc dù không ghi bàn ở vòng đấu trước, cựu cầu thủ bốc đô Henry Saivet, bốn bàn từ đầu mùa, vẫn là nhân tố rất giá trị ở hàng tiền vệ Pau Fan Club. Hai nhân tố khác cần được nhắc đến là tiền đạo Pape Ibunuba và tân binh đến từ Việt Nam Nguyễn Quang Hải cả Paul Fan Club và Anessi đều muốn kiếm điểm để không rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Vòng đấu trước, Anessi đã trừng phạt một ghi in găm đang tổn thất ở hàng phòng ngự tới bốn bàn không gỡ. Paul Fan Club từng vài lần vượt qua tình cảnh khó khăn trong mùa giải 2022-23. Nhưng ở cuộc đối đầu này, Paul Fan Club là đội lép vế hơn. Chiến thắng nhiều khả năng sẽ nghiêng về Anessi, Trang Ruedeser nhận định. Quang Hải đã tỏa sáng với bàn thắng ở những phút cuối, đem về trận hòa 2, 2 cho Paul Fan Club trước Rodet. Sự thể hiện của Paul Fan Club hai trận gần đây là thiếu thuyết phục, nhưng ít nhiều hy vọng được thắp lên trước chuyến làm khách tới sân sport của Annecy. Annecy dù nhỉnh hơn, nhưng nhìn chung không phải đối thủ quá mạnh. Đội bóng này thường ra sân với sơ đồ 3, 5, 2 và có nhiều nét tương đồng với chính Paul Fan Club. Ba trận gần nhất, đội bóng này thủng lưới đến 8 bàn và toàn thua. Đây sẽ là cơ sở để Quang Hải và các đồng đội tin vào một kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.